hai phương án như thế, thì giả sử như là tìm một người mà mới tinh Ken Sam vào để mình đào tạo nghiệp vụ cái thứ, thì vẫn phải có một người biết, có thể là người biết đó người ta sẽ làm cho mình một thời gian, sau đó mình sẽ rút khi mà bạn này đủ mức lên. Nhưng mà anh đang có thể thực sự anh nói với em nó này nhưng vào vài bữa em vào em nán qua em nghỉ thì cũng rất là rối, từ trước qua anh không rảnh em biết là cũng ba người vào em biết là cũng rối lắm rồi đó. Dạ thì em có nghe Tuyền nó bảo là có một vài người vào nhưng mà biết là không có hợp, tại vì thứ hai cô nó có được nhu cầu của anh nên thành ra là nghỉ, nhưng mà Tuyền nó nhắn cho em thì nó cái mấy ngày nè, thực ra là em đang làm công ty em, nhưng mà từ một cái có một cái như là em với Tuyền sinh em bé cũng từng gian gần nhau nên là em đi làm đó là có hẹn vô hỗ trợ những bé, nhưng mà mẹ thì có sắp gì nên là em muốn xin về.